Hello, kính thưa tất cả các cô chú bác, anh chị, các bạn, các em nha. Hôm nay Quốc Võ tiếp tục chia sẻ cái đề tài về tử tù Hồ Duy Hải, là một trong những cái vụ án rất là nổi tiếng trong những ngày vừa qua và được dư luận rất là quan tâm. Nhiều bài báo hôm nay đã được đăng lên, trong đó có những cái bài báo Công an, báo Tuổi Trẻ, báo Pháp Luật, báo VnExpress, .net vân vân. Nhiều bài báo thì đã nêu lên cái vấn đề về ông Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao là ông Lê Minh Trí, thì đã có gửi những cái lá đơn kiến nghị lên trên Quốc hội, cũng giống như là Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, về cái đề tài về những cái kháng nghị trong cái việc xử án của Hội đồng Thẩm phán Nhân dân, và đặc biệt là ông chánh án Nguyễn Hòa Bình đó đã xử án là giữ nguyên mức án là tử hình đối với lại tử tù Hồ Duy Hải. Thì cái điều này nó gây ra những cái sự bức xúc và những cái ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng, trong dư luận của toàn dân Việt Nam, từ trong nước ra tới ngoài nước. Đặc biệt là vừa qua rất là nhiều những đại biểu Quốc hội, giống như là ông Lưu Bình Nhưỡng, ông Trương Trọng Nghĩa, ông Lê Thanh Vân vân vân, cũng giống như là rất là nhiều những nhà báo, những luật sư, kể cả trong nước lẫn ngoài nước luôn, và những cái người trí thức ở trong nước cũng đã lên tiếng về cái sự việc này. Lướt qua một vòng những cái trang mạng á, thì Quốc Võ thấy rằng là trong cái bài viết mới nhất của tờ báo là VnExpress.net á, là một cái tờ báo điện tử rất là uy tín của Việt Nam, đăng lên một cái tiêu đề rằng là 6 vấn đề Viện Kiểm sát đề nghị xem xét lại trong vụ án Hồ Duy Hải. Đây là một bài viết rất là hay. Nói lên một ý kiến rất là khách quan. Nói chung là hầu như tất cả những tờ báo, hầu như tất cả những đại biểu Quốc hội, kể cả Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân và những người phóng viên đều mong muốn đưa cái chuyện này ra pháp luật một cách rất là quang minh chính đại, xét xử một cách đúng đúng mức, một cách rất là khách quan. Kể cả những người làm YouTuber cũng giống như Quốc Võ News cũng như vậy, cũng mong muốn là cái vụ án này được xử lại theo trình tự, và những cái gì đưa ra, những vật chứng, những nhân chứng về thời gian, về không gian một cách rất thật là thuyết phục đó, chứ không phải là bị thiếu sót trầm trọng về cái việc này việc nọ mà vội vã kết tội, mà một cái tội cao nhất, tức là một cái bản án cao nhất, tức là tử hình, thì cái chuyện đó làm cho lòng dân không có phục. Bởi vậy cho nên là đó là vì sao rất là nhiều ý kiến đã đưa ra các bạn. Thì hôm nay Quốc Võ xin chia sẻ một số những cái bài viết ở trên những trang báo, đặc biệt là cái tờ báo VnExpress á, thì cho các bạn coi nha, cho các bạn coi luôn. Thì đây là cái tờ báo VnExpress rất là rõ cho màn hình các bạn thấy ha, tức là họ nói là 6 vấn đề Viện Kiểm sát đề nghị xem lại vụ án Hồ Duy Hải. Thì cái thời gian là Hồ Duy Hải có mặt tại hiện trường, dấu vân tay, động cơ gây án được còn cho là mâu thuẫn rất là nghiêm trọng đó, tức là theo cái lời của Viện trưởng Viện Sát nhân tối cao đề nghị xem xét lại vụ án. Báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Ủy ban thường vụ Quốc hội, Viện Sát nhân tối cao cho rằng vụ án Hồ Duy Hải còn rất là nhiều vấn đề mâu thuẫn chưa được làm rõ, đề nghị chỉ đạo xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Nhân tao vào đưa ra quyết định vào ngày 8 tháng 5 đó. Đúng không ạ? Thì cái động thái này được Viện Kiểm sát đưa ra sau một tuần kháng nghị hủy án để điều tra lại bị án, mức án là tối đa là tử hình đó, đối với Hồ Duy Hải và tội kiếp giết người cướp của tài sản. Đó. Thì bên phía Viện sát nhân tối cao các bạn biết rằng là họ yêu cầu rằng là phải hủy án cái bản án đó và để điều tra lại. Như vậy chứng tỏ rằng là khi mà hủy án điều tra lại đó thì phải trả tự do cho Hồ Duy Hải trong lúc điều tra lại vụ án. Tại vì hiện tại bây giờ theo như những cái gì mà đưa ra, những cái bằng chứng, những vật chứng không được rõ ràng, không được minh bạch, và có nhiều thiếu sót trong vấn đề về tố tụng, phải không ạ? Cho nên là đã nhốt oan Hồ Duy Hải là trong vòng 12, hơn 12 năm rồi. Thì cái điều đó nó không có đúng. Rất là nhiều việc họ đã đưa ra. Đến thời điểm này là giống như cái thời gian mà xảy ra theo như Viện Kiểm sát là việc sử dụng thời gian của Hải thì thể hiện anh ta không thể có mặt ở bưu điện Cầu Voi là đúng 19 giờ 39 phút được các bạn. Bởi vì sao?
Bởi vì cái thời gian đó là cái thời gian không thể xảy ra được khi mà rất là nhiều những cái việc mà Hồ Duy Hải đã làm từ 19 giờ 13 phút cho tới 19 giờ 30 phút. Giờ trong trong chỉ trong có trong là bao nhiêu phút? Chỉ có 17 phút thôi các bạn. 17 phút mà làm sao làm rất là nhiều những cái việc mà đã làm. Giống như là cầm thế điện thoại rồi đưa tiền rồi chạy tới quán cà phê rồi đổi xe rồi rất là nhiều việc. Rồi sau đó mới chạy tới tiệm cầm đồ. Rồi rồi chạy tới bưu điện Cầu Voi, cách đó khoảng 7,5 km, là cái chuyện đó là nó không thể xảy ra được. Chỉ với tốc độ của phản lực thì mới đi kịp cái chuyện đó đó. Ngoài ra thì rất là nhiều vấn đề nữa là những cái dấu vân tay. Những dấu vân tay thì những cơ quan điều tra ra thu giữ là 5 dấu vân tay nhưng mà giám định không phải của Hải. Như vậy tại sao không làm rõ những dấu vân tay là của ai? Phải không ạ? Tại sao lại cứ quyết định là của Hải, là Hải là phạm tội khi mà trong những cái dấu vân tay thu giữ tại hiện trường thì không phải là của Hải mà là của những người khác. Vậy thì tại sao là những cơ quan điều tra lại không có làm rõ những dấu vân tay thu được đó là của ai, đúng không ạ? Rồi rất là nhiều thứ nữa. Thời điểm hai nạn nhân chưa làm rõ thời điểm của hai nạn nhân chết để xác định Hải có hay không phải là hung thủ. Con dao của bị cáo mô tả dùng gây án có khả năng gây ra vết thương cho cơ thể của nạn nhân hay không. Đó. Rất là nhiều. Rất là nhiều các bạn. Xong rồi thì mình sẽ nhìn xuống phía dưới để cho các bạn thấy rõ những cái lời comment của tất cả những người cộng đồng trên mạng. Thì các bạn sẽ thấy rõ ở đây rất là nhiều những cái lời comment, phải không ạ? Thì Quốc Võ sẽ đọc sơ sơ cho một vài cái lời comment cho các bạn thấy là tất cả mọi người đều đồng tình về phía viện sát nhân tối cao chứ không có đồng tình về phía hội đồng thẩm phán. Đó, đây là những lời comment là rất hy vọng đồng tình với viện kiểm sát nhân tối cao, nhân dân cả nước đang theo dõi từng ngày tin tức này, cần sự công tâm trong cán cân công lý. Đó. Là và họ nói thêm rằng là không đề cập đến vấn đề là Hồ Duy Hải có tội hay không có tội. Đúng không ạ? Hoặc là Tony King thì nói rằng ở vụ án này giờ không chỉ là tính mạng của một con người, không chỉ là đòi lại công bằng cho nạn nhân mà là trình độ và tính minh bạch của cả nền tư pháp. Vì vậy cần hết sức thận trọng làm rõ tất cả mọi khúc mắc, mọi chứng cứ, buộc tội trên nguyên tắc trọng chứng hơn trọng cung, không thể suy đoán nhận định được đó. Hoặc là Trần Lan là cũng nói rằng là tôi ủng hộ viện kiểm sát nhân tối cao, quan điểm không phải khẳng định Hải có tội hay là không, nhưng thủ tục tố tụng không rõ ràng, không có chứng cứ trực tiếp như là hung khí, dấu vân tay không phải của Hải, nhân chứng chỉ nhìn sau lưng để nhận dạng mặc áo và tóc, thời gian nạn nhân tử vong lại không có trưng cầu giám định chính xác, các quy trình buộc tội đều dựa vào những quy luận không có phải là logic. Đó. Cũng giống như Phương cũng nói rằng là án tử hình mà không có nhân chứng vật chứng là cái thứ cơ bản nhất để định tội thì chỉ dùng lời khai của bị cáo để suy diễn để định tội thì tôi cũng không có chịu. Đó. Hoặc là anh Gấu nói rằng là tôi ủng hộ viện sát nhân tối cao, xét xử phải công tâm và có chứng cứ thuyết phục thì nhân dân mới tin tưởng vào hệ thống pháp lý của Việt Nam. Nói chung là rất là nhiều mà toàn là những cái lời bình luận ở dưới đây, các bạn thấy không? Toàn là những cái bình luận mà ủng hộ viện sát nhân tối cao thôi chứ không có ủng hộ cái quyết định của tòa án. Đó. Thì các bạn thấy rằng là ở đây cái lòng dân các bạn từ trong nước ra tới hải ngoại đều mong muốn rằng là bên phía quốc hội, bên phía chủ tịch nước, bên phía những cái cơ quan cấp cao các thẩm quyền sẽ xem xét lại vụ án này để cho chúng ta thấy được rằng là có một cái nền tư pháp minh bạch, một cái nền tư pháp phải nói rằng là hợp lòng dân, phải không ạ? Quốc Võ đã cho các bạn xem qua một cái ý kiến của những người mà ở trên trên cộng đồng mạng đã có những lời comment đã ủng hộ. Thì nói chung là hiện tại bây giờ cái ông viện trưởng viện kiểm sát nhân tối cao là ông Lê Minh Trí đó, ông đã có những cái kháng nghị vụ án này lên trên cái quốc hội và đã chờ sự xem xét và định đoạt của bà chủ tịch quốc hội, tức là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, và ông chủ tịch nước, ông kiêm tổng bí thư đó là ông Nguyễn Phú Trọng, để ông ra quyết định sớm. Bởi vì bây giờ là nhiều chuyên gia về tâm lý nè, những chuyên gia về điều tra vụ án nè, những nhà báo nè, những youtuber nè bây giờ những youtuber, những phóng viên nhà báo bây giờ
ai cũng biến thành là những cái người điều tra hết các bạn, và thậm chí có những cái kênh YouTube của họ đã coi đó thì thấy rằng là họ đã xuống tới bưu điện Cầu Voi và họ họ tự tự mình coi như là dựng lại những cái hiện trường vụ án để tự điều tra ra về cái thời gian, về cái không gian, về những tất cả những cái gì đó mà đã xảy ra cách đây 12 hơn 13 năm về trước. Thì mình cảm thấy rằng là tất cả mọi người đều quan tâm các bạn bằng một cái sự quan tâm rất là đặc biệt dành cho vụ án này, và hy vọng rằng là sẽ đúng người đúng tội khi mà quyết định cái bản án để cho nó chính xác. Cái người nào mà bị oan thì phải giải oan, cái người nào mà có tội thì phải được đưa ra pháp luật trừng trị theo đúng những cái pháp luật luật của Việt Nam quy định. Bây giờ cho nên thì mình không thể nói, có một vài người ý kiến là cho rằng là tại vì những cái thế lực thù địch bên ngoài giật dây để làm hoang mang cái lòng dân ở trong nước, nhưng thật ra thì không phải. Tại vì biết sao, các bạn biết rằng là hiện tại bây giờ ở trong mình nói chính trong những người trong Việt Nam á, chứ không phải là người nước ngoài, đừng nói tới Quốc Võ hoặc là những người nào đó mà làm YouTube để nói xấu là những người nước ngoài, không phải vậy. Mà chúng tôi đang đưa những cái thông tin rất là chính xác theo những cái tin tức ở trong nước và những cái người mà đã đứng lên để coi như là kêu gọi cái sự minh bạch của nền tư pháp của nước nhà, giống như là ông viện trưởng viện kiểm sát nhân tối cao là ông Lê Minh Trí. Các bạn dám nói ông viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí là ông bị giật dây bởi những thế lực thù địch nước ngoài không? Là bị có đúng không ạ? Không thể thấy được. Hoặc là những đại biểu quốc hội, những cái người mà có lên tiếng nói của người dân, giống như ông Lưu Bình Nhưỡng nè, ông Trương Trọng Nghĩa hoặc là ông Lê Thanh Vân đi, vân vân, là mấy mấy bạn dám nói ổng là bị giật dây bởi những cái thế lực thù địch của ngoài nước không, để chống phá chế độ không? Không đúng ạ? Không phải cái chuyện đó. Thật ra thì không có ai muốn muốn chống phá cả, ai cũng muốn có một nền tư pháp văn minh, nó theo kịp với lại đất nước tiên tiến trên thế giới, cho nên người ta muốn rằng là tất cả những bản án xử, mà đặc biệt là những cái tội tử hình đó, là cái tội cao nhất đó, thì nó phải thuyết phục, nó phải làm cho cái bị cáo đó họ phải tâm phục khẩu phục thì họ mới chịu chịu chết. Chứ nếu không á, thì họ sẽ kêu oan, mà sẽ kêu oan thì nó có nhiều chuyện để xảy ra lắm, nó liên quan tới gia đình, nó liên quan qua xã hội, nó liên quan tới những cái vụ án oan mà trước đây giống như ông Lê Nguyễn Thanh Chấn này nọ rồi đó, rất là nhiều những cái vụ án oan mà người ta cần phải phải xem xét lại để trước khi mà quyết định giết một mạng người á các bạn, thì phải phải rõ ràng, phải minh bạch đó. Chứ nếu mà mình đem ra người ta mình giết rồi đó, mình xử bắn rồi đó, hoặc là mình tiêm thuốc độc rồi đó, thì sau này lỡ khi mà cái vụ án đó là nó an đi thì làm sao mình lấy cái mạng nào để mình đền cho người ta đó. Thì đó là lý do mà tại sao những cái người ở trong nước hiện tại bây giờ cũng đã lên tiếng nói rất là nhiều. Các bạn không tin thì các bạn cứ vào những cái trang web rất là chính thống, ví dụ như trang web Quốc Võ vừa đưa lên là Quốc Võ đưa lên là trang web của VN Express đúng không ạ, trang web của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phải không ạ, trang web của Công an Nhân dân luôn. Công an Nhân dân là đăng vào ngày 18 tháng 5 các bạn, một cái bài viết rằng là vụ án Hồ Duy Hải là viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao giữ nguyên quan điểm kháng nghị đó. Thì trong cái báo cáo gửi tới tổng bí thư chủ tịch nước đó Nguyễn Phú Trọng và ủy ban thường vụ quốc hội đó, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí khẳng định kháng nghị giám đốc thẩm của mình là có căn cứ và cần thiết đó. Thì nó rất là có những cái lời khai của bị cáo không nhất quán, mâu thuẫn với nhau, lúc thì nhận tội lúc thì kêu oan, và mâu thuẫn với các tài liệu chứng cứ khác. Tất cả những cái nghe những lời mà những lời nói từ những cái người mà có thẩm quyền ở trong cái cuộc điều tra này đó, thì những cái đơn mà kêu oan thì bị xé bỏ hết, còn những cái đơn mà kêu mà kháng nghị giảm án đó thì là trình ra. Cho nên là chúng ta là thấy toàn là những cái đơn mà kháng nghị đòi là giảm án không, mà chứ không có cái đơn nào kêu oan cả đó. Tuy nhiên mỗi lần mà gặp mẹ đó thì Hồ Duy Hải đều kêu oan. Thì đó là những một vài những ý kiến ở trên Quốc Võ đã tìm hiểu và đọc được từ ở trên những cái website.
đó là cái tờ báo Công an Nhân dân phải không ạ, cũng đăng rất là nhiều, hoặc là tờ báo Tuổi Trẻ hoặc là Kiến Thức vân vân, đó đều đều có những cái bài viết và đều có những cái lời comment của tất cả mọi người, thì hầu như là 100 cái lời comment á, thì Quốc Võ cảm thấy là hết 90 cái lời comment là ủng hộ cái ý kiến của Viện trưởng Viện xét nghiệm tối cao rồi, hoặc là ủng hộ ý kiến của các đại biểu Quốc hội, hoặc là các luật sư, các trí thức tại Việt Nam, hoặc là các nhà báo. Và các bạn có nhìn thấy rằng là hiện tại bây giờ ở trên YouTube có rất là nhiều kênh, kênh YouTube, kênh lớn cũng có, kênh nhỏ cũng có, đã nói lên cái quan điểm riêng, cá nhân riêng của mỗi người. Mỗi người đều nói tin tức thôi, nói chung là nêu lên những tin tức mới mới nhất xảy ra, cũng giống như là kênh Quốc Phỏ News, nhưng mà mỗi người rất là nhiều cái kênh nó họ đã làm và đều mong muốn rằng một cái sự minh bạch trong cái vụ án lần này đó. Ok, và Quốc Phỏ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bạn xem nha. Nếu mà có thông tin mới thì cũng phải gặp chị Nhật liền. Và xin chúc cho tất cả mọi người một ngày thật là tốt lành nha. Bye mọi người.